giờ tan mà em hiền như bông bưởi đang trong vườn. Chỉ hẳn năm trước cũng tương tự như em mà vẫn đi bình thường. Nhà ở Sài Gòn, nhà thứ ba. Cô Sáu à, mấy lâu nay vắng kỳ thanh quá biết kỳ hình, nay vừa thấy mặt là tôi mê liền à. Tôi mê đất, mê người, mê điệu hò mái dài của người, của ai? Của bà má này. Cô Sáu gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi không nói thì anh bảo nhỏ hay làm le. Có đây nói với anh ba cho tình hết nghe thì chắc em phải chờ cho.